Chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video chuyên phụ tùng 3 4 bánh, độ chế. Video hôm nay mình xin giới thiệu một cái bộ chuyển đổi từ xe máy thành xe 3 bánh tối giản và tối thiểu, giá rẻ nhất có thể nhưng vẫn đầy đủ để làm một chiếc xe hoàn thiện mà không cần phải chế thêm một phụ tùng gì cả. Đó là một bộ cầu. Các đăng sử dụng số tiến lùi máy 110 hoặc là 125 tùy chọn. Ở đây nói về máy, mình sẽ giới thiệu về chi tiết về các cái thiết bị sau. Sơ qua mình sẽ giới thiệu sơ qua về các cái dòng sản phẩm trước. Một đôi nhíp có khả năng chịu tải từ 3 đến 400 kg. Một đôi bánh tương tự cũng có thể chịu tải được 3 đến 400 kg. Đường kính bánh là 45 cm, chiều dài của nhíp là 50 cm, nhíp 4 ná, bản rộng là 5 cm, chiều dày là 5 mm một lá, đủ phụ kiện và đủ bộ phanh tai. Trong bộ này thì mình không có chân phanh bởi vì bản thân trên xe máy của mình đã có sẵn chân phanh, mình chỉ cần thêm 3 bộ đũa phanh và bộ tai phanh. Đây là bộ tai phanh. Đấy. Và toàn bộ phụ kiện nhíp thì bao gồm cao su hai đầu, quang nhíp, mặt bích và gối cầu. Bộ sản phẩm này mình đang bán với giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay, chỉ có 4.200.000 đồng thôi. 4.200.000 đồng các bạn nhé. Chiều dài của cây cầu là 80 cm, nếu mà lắp bánh vào là thành 87 và có thể đóng thùng 90. Một kích thước khá là phù hợp để làm xe 3 bánh nhỏ gọn và rất là đẹp, có thể để chở hàng hoặc là dùng cho người chân yếu tay yếu. Có cả loại cầu ngắn hơn một chút nữa là cầu 70 và cầu 75, thì cái đấy thì nó cũng không sẵn lắm nên các bạn có yêu cầu thì sẽ báo trước. Còn mặc định là cầu 7, cầu 80 cm. Đối với cái cầu dài hơn thì sẽ phải thêm mất một số tiền nữa, thêm 50.000 hoặc 100.000 để lấy cái cầu dài hơn. Và sau đây mình xin giới thiệu qua một số cái lưu ý khi lắp đặt sản phẩm để các bạn cùng theo dõi. Sau đây là một số lưu ý khi các bạn mua sản phẩm, thì các bạn đầu tiên phải để ý đến cái xe máy của mình ở trên cái đầu nhông trước của bộ số lùi này. Bộ số lùi máy 110, cái lỗ này là lỗ 17 mm, các bạn đo trước cái trục trước, trục nhông trước của xe máy, nếu của nó lỗ 17 mm thì là gọi là sử dụng cho cái số lùi của máy 110. Còn nếu đường kính trục của nó là 19 mm, kích thước lớn nhất của trục đấy là 19 mm, thì đấy là dùng cho cái số lùi máy 125 trở lên. Cái này nó không cứ là máy 110 thì lỗ 17, máy 125 trở lên thì lỗ 19. Có những cái dòng xe đặc biệt thì nó dùng trục lỗ 19 nhưng rất là ít. Cái đấy thì thường thường là không có mấy. Thì đối với những dòng Dream Way này, rồi thì Honda các thứ là đa số là trục 17, còn trục 19 rất ít, thì hay gặp trên xe Yamaha thôi. Thứ hai nữa, nếu như các bạn mua đồng bộ thì không cần để ý, còn nếu như mua không đồng bộ mà các bạn tận dụng đồ cũ thì các bạn để ý. Đối với những cái cầu bình thường hiện nay thì cái lỗ tim, lỗ ốc để bắt bánh này là thường thường là từ tim nọ sang tim kia là 7 cm.
đo chéo là 10 cm. Và cái lỗ tim ở giữa này là 63 cm. Ở trên cầu nó rất quan trọng, cái vành đỡ này rất quan trọng, nếu như cái chịu lực hay không là ở cái vành này. Còn con ốc này nó chỉ có tác dụng siết chặt lại thôi. Nếu như cái vành này quá rộng, lực chịu chỉ dành trên con ốc. Trên thị trường này nó có loại vành này, vành này là vành lỗ 70 và dành cho cái cầu 70. Đấy, các bạn để ý cái lỗ tim này là có hai loại 63 và 70. Và cái tim ốc này có loại 7 cm và 8 cm. Chỉ có hai loại đấy thôi nhé. Đấy, các bạn để ý. Tiếp theo là khi ta lắp các đăng và cái cây cầu các đăng thì ta để ý là thường thường là cái bên ngắn là ở bên tay phải theo cái hướng nhìn này. Nếu như bên ngắn, nếu như đang đi xe nhìn theo hướng trước về phía trước thì bên ngắn là phía bên tay trái. Bên ngắn này nó là làm bên xích của xe máy. Đấy, bên hộp xích. Đấy, khi ta lắp cầu là lưu ý là cái bên ngắn là bên hộp xích để tránh nắp ngược. Nắp ngược thì khi mình bật số tiến lên thì nó lại chạy ngược. Thì thường thường là khi bình thường là mình nắp là nó sẽ thuận luôn thôi, không vấn đề gì cả. Tiếp theo là đến phần nắp đặt nhíp. Nắp đặt nhíp thì đây là cái cầu ngắn thì cũng không thể dịch sâu vào trong được. Nhưng đối với những cái cầu dài, nếu như anh em đặt gối nhíp mà sát vào giữa thân cầu này thì nó sẽ gây nên cầu bị yếu khi tải trọng nặng. Có hiện tượng cầu nếu như quá nặng thì sẽ võng cầu. Nhưng mà đối với này 500-700 kg thì không ảnh hưởng gì. Nhưng tốt nhất là có thể hàn nhíp sát ra đến gần bánh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, để tránh tình trạng cầu bị yếu. Trở nhẹ thì không cần để ý. Tiếp theo là khi lắp đặt nhíp thì các bạn lưu ý, đối với phần nhíp thì cái phần gối cố định là thường là lắp ở phía trước và cái gối động là lắp ở phía sau. Khi lắp nhíp lên cầu thì nếu như khung cao quá, mình có thể hạ xuống bằng cách là quàng nhíp xuống dưới, ôm nhíp xuống dưới cầu. Và cách thứ hai là đặt nhíp lên trên cầu. Đấy là hai cách lắp đặt. Các bạn có thể để ý trên những cái dòng ô tô tải, người ta có thể quàng nhíp xuống dưới và quàng nhíp lên trên, không nhất thiết là phải để lên trên. Đấy là hai cách. Còn đối với bộ phụ kiện phanh chân thì mình đã có một video riêng hướng dẫn về các bạn lắp phanh chân rồi, thì các bạn xin xem lại video khác. Mình xin nhắc lại giá của bộ này mình đang bán hiện nay là chỉ có 4.200.000 đồng thôi các bạn nhé. Đấy, phụ tùng là đầy đủ như trong video. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955.